rất nhiều. Cái nhà đến 37. Sao lớn như vậy đúng không? Hơi cũng có thể. Cái phần còn lại chủ yếu FSO thôi, chứ còn thằng 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 Apollo kia thì theo cái cách nó làm thì 430 mấy tỷ, mà chỉ Apollo thì tính ra một quý chỉ có như này, gọi là mười mấy nhá, mười 19, một năm thì 3876 đúng không? Đúng rồi, năm 18 thì ông ấy hạch toán lên đúng không? Năm nay thêm cái này, nhưng đến 20 thì ông này quý 3 nhé đúng không? Rồi, hết khó khăn thế nào trong này đúng không? Và theo một khoản đây là tận 30 37 tỷ một quý đúng không? Và nếu theo năm mình nhân 4 cái thế nào? 148 tỷ. Đây là siêu lớn đúng không? Nếu một quý vào như này thì siêu lớn. Vì thực ra là trong quá khứ ngày xưa thì lợi nhuận ông làm gì có mấy? Mấy chục. Đến đây khá hơn thì trăm, mà 148 tỷ cộng một lần nhân chủ yếu là rất lớn. Đúng không? Do đó thì tại sao lợi nhuận nó vọt lên như thế? Đúng không? Rồi, đúng không? Chúng mày chúng ta cũng đoán lờ mờ. Như vậy là khá sáng đúng không? Khá sáng. Ở đây mình sẽ bấm tiếp nhá để xem còn một thông tin kinh doanh gì không. Cố gắng xem là có chốt chét được xong con này không. Hy vọng là đấy, nhưng mà báo cáo chính thì như thế đúng không? Có cái là ở đây chúng ta đi vào vấn đề hết khấu hao của doanh nghiệp. Thế còn kỳ vọng ở đây thì giá sầu gần đây đang tăng. Thế còn đương nhiên là nhu cầu về các nhà sản xuất dầu thô thì đương nhiên là người ta sẽ gọi là có lãi hơn đúng không? Người ta sẽ tăng cường thuê tàu của mình dài hạn. Lâu dài, người ta như là thuê theo kiểu 6 tháng, 12 tháng 1. Nhưng mà như thế là cũng có việc đúng không? Người ta kiếm được thì những ông bám theo như ông vận tải này thì mới mới giao việc đúng không? Như vậy là cơ sở của ngành là rất là rõ ràng. Đồng thời là trong 21 này thì khả năng là cái các nước như Mỹ, châu Âu đúng không? Là người ta sẽ phải kích cầu. Chính quyền Mỹ mới lên là người ta sẽ phải kích cầu, chắc chắn là có kích cầu lớn để gọi là củng cố kinh tế đúng không, phục hồi. Nên là ngành là mình đánh giá là sáng đúng không, sáng sáng ngành ngành của PPP là sáng, ngành là sẽ tốt lên đúng không? Chứ không thể xấu đi được. Giá dầu thì gần đây là tăng hình như là thế vậy. Đây 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 đó, này giá dầu còn đây là còn tăng, đây là 57 rồi, năm year đi đúng không? Đúng rồi đúng không, quý ba đây phi liên tục đúng không, chúng ta để một year đây cho nó nhìn nó dễ. Đúng rồi, cái đoạn này không nói gì nhưng gần đây là hồi liên tục. Đúng rồi như vậy là sáng đúng không, cơ hội sáng, ngành tốt lên đúng không, nhu cầu sản xuất giá dầu tăng là mọi thứ đều dễ vận hành theo thôi đúng không, rồi kinh tế bên sẽ kích cầu nhất là Mỹ, người ta chính quyền mới lên mà. Như vậy là có đầy đủ yếu tố để đánh giá rồi đúng không? Chứ cũng không phải ở đây mình xem là còn thông tin gì không hay là toàn mấy ông kia bán thôi. Mấy chuyện bán thì không còn xem nữa vì chúng ta hôm nọ check qua rồi. Không thấy cái giải trình, giải trình này như giải trình giảm quý hai kém. Rồi rồi quý ba quý bốn này thì hình như là chả thấy giải trình đâu đúng không, mình xem mà bên 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 sở xem nào đúng không, có cái giải trình nào cho nó ra việc cái đúng không? Đây 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 có cái giải trình, chúng ta đọc giải trình luôn. Có giải trình gì không, cũng có giải trình đúng không? À, có giải trình cộng một trong bộ tin.
Rồi, cũng có giải trình hết đúng không? Giải trình liên tục. Nó lắm giải trình thế nhỉ? Rồi, đúng không? Nào, chúng ta đọc qua mấy cái giải trình trong năm trong nó lý luận như nào. Do trong quý vốn đầu tư khai thác thì giá cước tốt và thuận lợi đúng không? Như vậy giá cước tốt và thuận lợi nó đương nhiên thì đang phục hồi. Thôi rồi. Đúng không? Tăng so với ra hoàn nhập dự phòng chi phí sửa chữa lớn theo quy định rồi. Có cả cái khoản như này đúng không, hoàn nhập chi phí sửa chữa lớn chắc là lúc trích thì cao, sau đó đến đoạn kia thì lại gật lại đúng không? Đúng ra trong quý 3 ông phải nói về cái chuyện hết không ao đúng không? Rồi rồi, đây là trọng thông tin. Quý 1. Đó là suy giảm. Rồi rồi rồi, đúng không? Quý 1 thì đương nhiên. Rồi, đây là biết còn gì không? Rồi. Trong năm 19 ông mới mới đập một con tàu, đúng không? Còn nói gì cái này không? Đầu tư phân tích khai thác rồi. Cơ tốt cái nào. Rồi rồi, có vẻ cái con Athena, con Apollo này cái khối nào có bị nhanh. Tàu mua lại 400 tỷ một năm mất 70 này. Không sao đúng không? Được giá cước tốt thì cũng chơi được hết. Rồi rồi. Này có giải trình không? Ừ, hôm nay lúc nào cái biến động nó rất lớn đúng không? Gần như là ừ không thể nói về cái chuyện khoa là giữa giải trình này kia nó có một cái gì đấy hơi khác khác đúng không? Rồi đúng không, đây kiểm tra xem cà phép có lô thêm được cái gì ra không hay là đang y nguyên lại, khả năng là hình như là hết rồi. Đúng rồi, hết rồi hết rồi hết rồi hết rồi. Nói chung là thông tin cũng không vẻ đầy đủ lắm nhưng cũng nắm được vấn đề chính của doanh nghiệp rồi. Như vậy là ngành thì tốt lên rồi đúng không, giá dầu thì đang tăng, cầu về vận tải ô tô là đương nhiên là nó không sẽ tăng theo thôi đúng không, rồi các nước lớn người ta sẽ phải kích cầu đúng không, đặc biệt là ở Mỹ. Rồi một cái rủi ro tiềm tàng khác là Mỹ người ta đang cấm vận Iran đúng không, và Venezuela. Đấy. Thì các nước châu Á nhất thì đấy thì không được nhập dầu của hai bên kia. Thế còn chắc là tuồn thị trường lậu thôi. Thế còn đương nhiên là Mỹ đồng thời lại là nhà sản xuất đúng không? Vươn lên là nhà sản xuất dầu lớn đúng không? Ở đây mình thấy như có cái công nghệ dầu Đao Phiến. Thế thì đương nhiên là cái sẽ bán lại cho các nước châu Á đúng không? Nhưng mà cái quãng đường mà từ từ Mỹ sang châu Á nó sẽ dài hơn là từ Trung Đông về châu Á đúng không? Do đó thì khả năng là nhu cầu vận tải dầu thô nó sẽ vọt lên đúng không, cho nên mà có chuyện thuê cho thuê như đấy đúng không, nên là nếu mà tất nhiên là Mỹ thì không giải gì, đang các nhà sản xuất dầu của mình đang bán cho châu Á không quen thì không giải gì phải đi bỏ cái mận hàng kia đúng không? Tất nhiên là nếu mà bỏ thì phải cẩn thận. Những chuyện chính trị không biết đúng không? Nhưng mà nếu họ bỏ ra thì phải đi, bởi vì trong vòng nửa năm một năm sau là khả năng quay ngược, cho nên là bởi vì lúc đấy các nước cái kia thì lấy Trung Đông cho nó gần đúng không, chi phí đương nhiên vận tải phải ít đi, giá dầu lấy được là phải nhỏ lãi đúng không, đấy là đương nhiên là sẽ khác. Còn rõ ràng là hiện nay là công ty đang có thế chiều lên đúng không?
Athena hết rồi. Bây giờ chỉ còn Evelo này cùng Queen thì chắc còn lâu đúng không? Năm 15 cơ mà. Mười mấy năm thì làm sao mà hết được. Rồi con Apollo thì mới, đúng không? Evelo này cùng Queen thì cũng không phải là cũ lắm. Như vậy là khả năng là chỉ còn một vụ đầu tư Athena này mới hết, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ soi về cái chuyện là công ty có đầu tư thêm một con VLC hoặc là Alpha Max không, đúng không? Sao bây giờ đầu tư giá nó cao, thấy tận gần ông cứ lên kế hoạch mãi ông cũng không có đầu tư đâu. Nhưng dù sao thì bây giờ đang rất tốt đúng không? Thời điểm mình bắt đầu đánh giá PP thì lúc ấy giá 11, ngày hôm nay kiểm tra xem. Ngày hôm nay là 13 rồi. Và đáng chú ý là trong kỳ vừa rồi thì lúc mình đánh giá ở đây nhưng mà là sau lên rất mạnh đến 15, sau đó lại giật về 13. À phải giật về 11. Xong rồi mấy một tuần vừa rồi thì mới hồi lên 13. 13. Và lợi nhuận ở đây thì chắc là sẽ phải thay lại đúng không? Vì chúng ta có toàn năm 20 rồi đúng không? Chúng ta có toàn năm mà theo 225 nhá, đúng không? Đi thẳng luôn. Rồi, 18% đúng không? Một chỉ số cực kỳ cao. Rất cao đúng không? PE nghịch đảo lại chỉ có 5 chấm gần 5 chấm rưỡi thôi. Của tôi thì mặt khả năng là vẫn sẽ 10% rồi. Và thậm chí có thể hơn đúng không? Mình nghĩ là cũng không thể hơn, thế là được rồi. Rồi, con hao đã giải. Hết con hao có ăn con Athena rồi. Và chúng ta phải nhớ đây là cái khấu hao này là vô cùng lớn nhá. Khấu hao con Athena rất lớn. Cho nên là một năm khấu hao của ông này là đến 140 mấy tỷ cơ đúng không? Có thể gần trăm rưỡi. Như vậy là nếu không có nếu mà công ty không đầu tư một tàu gì mới thì khả năng là trong 21 là lợi nhuận sẽ vọt lên rất mạnh. Vọt lên tương đương khoảng 100 bao nhiêu tỷ nữa. Tất nhiên là ở đây nó đã hết một phần trong quý 3 rồi, đúng không? Trên năm tới khả năng là sẽ bốc lên khoảng tầm trăm nữa đúng không? Không phải là hai à, không, đây là lên cho thế. Cái 329 này là khả năng phải lên được 400 đúng không? Nếu trường mà không đầu tư một con gì mới. Đúng không? Còn nếu không thì cũng là ngon. Còn nếu một bài toán nữa là ông sút con này à, ông con Athena cũ thì ông sút đi đúng không, bây giờ ông mua con mới thì cũng sẽ có một lợi nhuận đột biến trong quá trình bán tàu vì ở kia là hết công ăn rồi đúng không? Nên là cửa rất sáng mà hệ số này cũng rất là tốt đúng không, dư địa tăng giá 30-40% là có thể xảy ra đúng không? Có thể xảy ra đúng không? Nếu chúng ta lấy định chuẩn là PE7 là 14% rồi cho một mã bên upcom các kiểu gì đấy rồi thanh khoản ngày xưa là không cao bây giờ gần đây mới cao đúng không? Chúng ta phải có những cái biên để còn đề phòng rủi ro thôi thì 14% thử xem nào. 17 đúng không? Này. Nếu mà lên đến 17 là mới về 14% đúng không? Mà chưa kể là trong năm sau thì lợi nhuận sau thuế vẫn tăng đúng không? Lợi nhuận sau thuế vẫn tăng. Do là hết khấu hao toàn năm và đồng thời là sẽ ăn được thêm cổ tức của một giá nữa đúng không, như vậy là rất là sáng đúng không, cái dư địa tăng giá được khoảng 30% là mình nghĩ là không phải là xa vời gì quá đúng không? Như vậy là vụ này khá ok nhá đúng không, dư địa tăng giá đến ngày hôm nay đúng không cho đến cuối năm 21 đúng không là thêm được ít nhất là 13 đến 17 bốn giá. Đúng rồi, 30% là đúng không? Thêm là hoàn toàn khả thi đúng không? Như vậy là đấy gọi là tất nhiên dự tính của mình thôi đúng không? Thì mình có những cái biến cố nó xảy ra, ví dụ chẳng hạn như là bất ngờ thị trường dầu mỏ lại sập xuống đúng không? Rồi trong vòng 1-2 tháng tới công ty lại mua một con VLC lại mua bị đắt đúng không? Thực hiện như vậy. Những chuyện đấy là chưa biết đúng không? Nhưng mà theo tất cả những dữ liệu bây giờ đang cầm trên tay thì hoàn toàn là khả thi đúng không, chưa kể đấy là đây còn chưa tính đến cái đúng không, chưa tính đến cổ tức tiền mặt đúng không? Như vậy là hoàn toàn được nhiều hơn một giá cổ tức lên 13-700 đúng không, như vậy là thậm chí là có thể lên đến 40% rồi, như vậy là khả năng phi rất cao. Còn nếu mà chúng ta tính xa xa một chút đúng không, không phải 14 mà chúng ta tính là bao nhiêu nhỉ, 12 đi đúng không? 12 đi thì có khi là phải đúng rồi đúng không? Phải lên đến đây cơ. Nếu mà
chúng ta muốn gọi là kỳ vọng nó gọi là hơi gọi là tích cực quá đấy, đúng không? Là chúng ta sẽ để đấy. Đó này khả năng mình sẽ dừng đây nhá, để buổi tới mình sẽ xem là cần đánh giá con gì, đúng không? Đến bây giờ thì cũng chưa chốt được hoàn toàn là nên đánh giá con gì. Nhưng chắc là vẫn cũng có thể là một công ty bất động sản, đúng không? Vì năm nay nhiều bạn hỏi thử một công ty cái lâu lâu chưa quay lại bất động sản, và hoặc là cũng là một công ty có hiện tượng hết khấu hao và hết khấu hao lớn. Hôm nay dừng đây nhá, ok nhá, và để cho đánh giá mắt khác.